Chúa tiên báo cuộc thương khó. Khi mọi người còn đang thán phục tất cả những việc Chúa gieo làm, Người nói với các môn đệ: "Về phần các con, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời này, con người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì lời đó còn bị che khuất đối với các ông, khiến các ông không thể hiểu, và các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa gieo tiên báo về cuộc thương khó của Ngài. Trong lúc mọi người xung quanh đang thán phục những phép lạ và quyền năng của Ngài, Chúa gieo lại nói về sự đau khổ và cái chết mà Ngài sẽ phải chịu. Ngài cảnh báo các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Tuy nhiên, các môn đệ vẫn không hiểu và thậm chí sợ hãi không dám hỏi lại Ngài. Thập giá, trong mắt con người, là biểu tượng của sự thất bại và nhục nhã. Chết trên thập giá là hình thức hành hình tàn nhẫn và đáng xấu hổ nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, trong mầu nhiệm của Thiên Chúa, thập giá lại trở thành dấu chỉ của tình yêu lớn lao. Chúa gieo đã chấp nhận đau khổ và cái chết để cứu độ nhân loại. Vinh quang của Ngài không đến từ sự ngưỡng mộ của thế gian, mà từ tình yêu hy sinh hoàn toàn vì tha nhân. Đối với Chúa, vinh quang thật sự là khi Ngài hoàn thành sứ mệnh cứu độ qua thập giá. Chúa gieo đã nhiều lần nói với các môn đệ về con đường thập giá mà Ngài phải đi qua. Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta ê vác thập giá y mình mỗi ngày để theo Ngài. MT 16:24. Điều này cho thấy, vinh quang mà Chúa hứa ban không đến từ con đường dễ dàng, thoải mái, mà từ việc chấp nhận thập giá trong cuộc đời mình. Vinh quang thật sự không nằm ở những thành công tạm thời, mà ở việc dám hy sinh, dám yêu thương và phục vụ người khác, dù phải đối mặt với đau khổ và thử thách. Trong cuộc đời của Chúa gieo, chúng ta thấy một sự mâu thuẫn rõ ràng giữa vinh quang và thập giá. Theo quan điểm của thế gian, vinh quang thường được hiểu là sự thành công, quyền lực và địa vị. Con người khao khát được thăng tiến, được ngưỡng mộ và tôn vinh. Tuy nhiên, Chúa gieo, mặc dù có quyền năng làm phép lạ và thu hút được sự ngưỡng mộ của đám đông, lại không tìm kiếm vinh quang thế gian. Ngài chọn con đường khiêm nhường, hy sinh và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Chúa gieo nói về cuộc khổ nạn ngay khi Ngài đang được ngưỡng mộ vì những phép lạ vĩ đại. Điều này cho thấy một sự mâu thuẫn rõ ràng giữa vinh quang và thập giá. Trong khi con người thường tìm kiếm sự vinh quang, danh vọng và thành công theo tiêu chuẩn trần gian, Chúa gieo lại chỉ cho chúng ta con đường khiêm nhường và hy sinh. Vinh quang thật sự không nằm ở quyền lực hay những thành tựu bên ngoài, mà ở sự chấp nhận thập giá và sống trong tinh thần yêu thương, hy sinh vì tha nhân. Các môn đệ không hiểu được lời Chúa gieo. Điều này phản ánh thực tế rằng, đối với con người, việc hiểu mầu nhiệm thập giá không dễ dàng. Chúng ta thường bị giới hạn bởi những suy nghĩ và mong muốn của bản thân, và chính điều này khiến chúng ta khó chấp nhận sự hy sinh, đau khổ. Tuy nhiên, chính trong đau khổ và hy sinh, chúng ta mới tìm thấy tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa gieo ban tặng. Chúa gieo mời gọi các môn đệ và chúng ta ê lắng tai nghe cho kỹ lời Ngài. Đây là lời mời gọi chúng ta chú ý, suy ngẫm và đón nhận thập giá với niềm tin. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những đau khổ, thử thách. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết lắng nghe và tin tưởng vào lời Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta cũng đối diện với mâu thuẫn này. Chúng ta có thể bị cám dỗ tìm kiếm vinh quang thế gian qua sự công nhận, địa vị hoặc thành công cá nhân. Tuy nhiên, tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng, để đạt được vinh quang đích thực, chúng ta phải biết từ bỏ mình, hy sinh và đón nhận thập giá của cuộc sống. Thập giá có thể là những khó khăn, thử thách, sự hiểu lầm hoặc những hy sinh cá nhân để yêu thương và phục vụ người khác. Nhưng chính nhờ đó, chúng ta mới thực sự đi theo con đường của Chúa gieo và tìm thấy niềm vui trong sự sống đời đời. Mâu thuẫn giữa vinh quang và thập giá chỉ có thể được hiểu đầy đủ qua biến cố phục sinh. Sau thập giá, Chúa gieo đã sống lại, mở ra con đường sự sống mới cho tất cả nhân loại. Thập giá không phải là kết thúc, mà là cánh cửa dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Vinh quang thật sự không phải là sự tôn vinh trần thế, mà là niềm vui của sự sống đời đời với Thiên Chúa. Sự mâu thuẫn giữa vinh quang và thập giá là một thách thức lớn trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi từ bỏ vinh quang giả tạm của thế gian để tìm kiếm vinh quang đích thực qua con đường thập giá, con đường của tình yêu hy sinh và phục vụ. Chỉ khi chấp nhận thập giá, chúng ta mới có thể thực sự sống trong ánh sáng của sự phục sinh và đạt được vinh quang vĩnh cửu trong nước Thiên Chúa. Lạy Chúa gieo, chúng con cảm tạ Chúa vì đã chấp nhận thập giá vì tình yêu dành cho nhân loại.